Vậy thì xin kính mời quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Sông Quê, quận Bình Tân trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước mắt chúng ta đang là trận cầu giao hữu sắp diễn ra giữa các cầu thủ Club FC và đội bóng Khang Nguyễn FC. Chập khe, không được. Thủ áp sát quyết liệt. Nỗ lực bắt lên của số 12, có bàn thắng hay không? Đã có pha ghi bàn đầu tiên của trận đấu tại tình huống dứt điểm của số 12 bên phía đội bóng Khang Nguyễn FC. Lâm Thanh đã mở tỷ số từ một pha dứt điểm khá kỹ thuật. Tình huống mà anh đã lốp bóng qua đầu thủ môn. Trong một pha bóng mà có 3 hậu vệ áo đen theo kèm nhưng vẫn không ngăn chặn được Lâm Thanh. Cú đánh đầu. Rất tiếc pha đáp trả của các thủ bên phía đội bóng Club FC chưa đủ để mang về cho họ bàn thắng. Nỗ lực cực cao đánh đầu đến từ vị trí của Đức Huy. Số 18 đã chọn vị trí ở một hai khá tốt. Thêm quả ném biệt cột 2. Một lần nữa bóng lại chạm đầu Đức Huy. Thêm cơ hội tấn công dành cho các thủ Khang Nguyễn. Pha thoát đi rất hay. Cơ hội đối mặt dành cho các thủ áo xanh được chuyển ngang rất thuận lợi. Một cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội áo đen. Đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Quá đẹp mắt trong cú đá vừa rồi. Một tình huống dứt điểm tung tâm lên thủ thành đối phương. Và kết thúc quá lạnh lùng. Ở góc sút khá hẹp những cơ rồi, các thủ bên phía Club FC vẫn có thể đưa ra một tình huống dứt điểm cực tốt để sang bằng cách biệt. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi để quan sát cầu thủ nào là người vừa ghi bàn. Có vẻ như đó là pha xoay sở và dứt điểm của Đức Huy. Và Nhật Cường một lần nữa phải hoạt động hết sức vất vả để ngăn cản. Cú đánh đầu cầu hay không được và dứt điểm lại đi xa ngoài. Nguy hiểm đến đâu không vào. Có vẻ như vừa rồi đã có một tình huống cứu thua ngay trên vạch vôi của các thủ bên phía đội bóng Club FC. Thêm quả đánh đầu nguy hiểm. Không phải là vị trí của số 18. Tỷ số bất ngờ được nâng lên 2-1 dành cho các thủ Club FC. Và đội bóng từ phần sân nhà và chưa rõ cầu thủ nào là người vừa ghi bàn. Có vẻ như đó là vị trí của số 96. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Và rớt bóng rất bất ngờ từ phần sân nhà trong quả đá phạt trực tiếp. Về bàn thắng đúng là của số 96, cầu thủ duy nhất còn chưa có tên trong đội hình thi đấu của các thủ bên phía Club FC. Tiếp tục những pha bóng tranh chấp quyết liệt. Phải dứt điểm ngay, rất nguy hiểm. Cuộc kết thúc hết sức bất ngờ. Và lấy bóng tốt của số 14. Phản công dành cho các thủ áo xanh rất hợp lý. Xoay người, được chuyền ra. Dứt điểm, không được. Và kết thúc cuối cùng giúp cho đội bóng áo xanh có được cơ hội. Cú đánh đầu rất nguy hiểm. Thêm một cơ hội nữa đã bị bỏ lỡ bởi các cầu thủ áo xanh. Người đánh đầu vừa rồi là Ái Linh. Cú đá thẳng khá nguy hiểm. Thêm cú đá từ xa nữa. Vẫn là những pha dứt điểm hết sức nguy hiểm. Cú đá phạt của các cầu thủ bên phía đội bóng Khang Nguyễn. Phải dứt điểm thắng. Như vậy thì tỷ số là 2-2. Quá tuyệt vời cho cú ra chân vừa rồi. Một pha dứt điểm trái phá của cầu thủ vào sân thay người Minh Nhật. Bàn thắng là của số 13 bên phía đội hình của đội bóng áo xanh. Và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 kịp vang lên. Vẫn còn bánh mì. Pha xoay người. Cơ hội. Không được. Kết thúc cuối cùng là của số 77. Và va chạm quyết liệt. Từ trên lên là cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng xanh. Quá dễ dàng. Tỷ số đã được nâng lên 3-2 dành cho các thủ Khang Nguyễn với pha tận dụng cơ hội rất tốt vừa rồi của Minh Nhật. Số 13 lại tiếp tục tỏ sáng. Anh vừa mới sang mặt tỷ số 2-2 ở phút thi đấu cuối cùng hiệp 1. Bây giờ thì lợi thế đã trở về với các thủ bên phía đội bóng Khang Nguyễn FC. Bánh mì đã rất nhanh để ập vào, rất tiếc cho pha kết thúc vừa rồi. Một cơ hội thuận lợi đã đến với các chân sút bên phía đội bóng áo đen nhưng họ lại kết thúc đi lên trời. Cảm giác bóng của số 19 đã không được tốt sau tình huống chuyền bóng thuận lợi của bánh mì. Thêm cơ hội nữa, bánh mì. Cơ hội nữa. Chưa thể tung ra được cú dứt điểm. Thêm đường chuyền dài là dành cho Minh Nhật. Lần này thì cơ hội vào con. Quá tuyệt vời. Minh Nhật thể hiện sự càng lướt của mình.
và đã có bàn thắng thứ ba của cá nhân của số 13, 4-2 dành cho cao thủ Khang Nguyễn MC. Minh Nhật đang hoàn thành vai trò đá cắm cực tốt, đường chuyền dài lên phía trên dành cho số 13 và anh đã tự mình xây sở rất thành công. Sau nhịp đầu không đánh bại được thủ thành đối phương, Minh Nhật lại tiếp tục có được cơ hội dứt điểm thứ hai và anh đã không bỏ lỡ thời cơ khi mà khung thành đã bỏ trống. Tình huống mà thủ thành Nhật Cường đã bắt bóng không dính và xích chút nữa thì cao thủ áo đen có tình huống lao vào đá bồi. Rất quyết tâm một cơ hội nữa dành cho Minh Nhật. Tấn dứt điểm quá dễ dàng cho cầu thủ Mai Chi Cao số 11, số 13. Quá hiệu quả. Các cầu thủ bên phía đội tuyển FC vừa bỏ lỡ thời cơ của mình và họ ngay lập tức bị trừng phạt. Những pha phản công chớp nhoáng và hiệu quả với khả năng dứt điểm cực kỳ tốt của Minh Nhật. Cơ hội nữa. Không được. Cơ hội nữa dành cho người mới vào sân thay người, quá đáng tiếc, pha dứt điểm lại đi trên khung thành. Can thiệp cũng rất quyết liệt cho hàng công của các thủ bên phía đội bóng áo đen có thể nguy hiểm. Vẫn còn không có được bàn thắng. Bàn phối hợp tốt. Minh Nhật xuất chút nữa thì có bàn thắng tiếp theo nữa dành cho vị trí của số 13. Đánh đầu, quá đáng tiếc. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên, lỗi thuộc về hai quân ngữ của các thủ bên phía đội bóng Khang Nguyễn. Cú đá đi lên trời, quá đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy nhưng các thủ bên phía đội bóng áo đen lại không tận dụng thành công. Chúng ta cùng xem lại pha bỏ lỡ vừa rồi trên chấm đá phạt đền. Cơ hội rất tốt để rút ngắn cách biệt. Vẫn là các thủ đẹp, vẫn bóng nguy hiểm, một cơ hội nữa dành cho Lâm Thanh. Đối mặt không vào. Và đặc biệt số 12 đã không dứt điểm thành công.